Chào các bạn, đây là làng sinh thái Việt Hải ở huyện đảo Cát Bà các bạn ha. Đến đây thì mọi người đi xe điện đến trong đó thì đi xe đạp miễn phí này, đã bao gồm trong chương trình tour. Đấy. Chào đây. Rất là làng này, ngôi làng này chỉ có 110 hộ dân thôi, không có nhiều. Biệt lập. Ngôi làng chỉ có 110 hộ dân thôi, không có biệt lập với bên ngoài, không có đường liền ra, mà chỉ có đường biển thôi. Ui. Việt Hà. Rất đẹp luôn, rất thanh bình. Nghe răng. Nghe đất có gì đâu. Quá đẹp luôn, rất yên bình. Đầy đủ các mặt hàng ở đây. Đây là siêu thị mặt đất. Đây. Em sao được? Đây là nhà đa năng, nhà văn hóa. Có cả bưởi rất ngon luôn. Ui dồi, xe điện mà tận trong này cơ à? Kinh nhỉ. Vừa được đi tour vừa tập thể dục, sướng quá. Rơi à? Rơi mua à con? Mấy bạn này phóng tít thế. Ôi nhà sàn. Cứ đi đã đến nơi đâu. Đẹp quá. Bố đạp xe tung tăng. Đây có một ngôi nhà cổ rất đẹp, mái ngói Habeco. Mát rồi. Bia kem. Đây nào. Đến nơi rồi. Dạ. Đến nơi rồi. Hello. Đến nơi các bạn ạ. Thank you.
Ê!